Sáng 16 tháng 11, Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ gây rối trật tự công cộng đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, 30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo, và 4 đồng phạm là Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Hương, 23 tuổi, Nguyễn Phước Tuấn, 31 tuổi và Phan Hoàng Nam, 24 tuổi. Theo ghi nhận, Trang Nemo và 4 đồng phạm là nhân viên cửa hàng đang tại ngoại, đến tòa từ sớm. Các luật sư cũng có mặt tại phòng xử sớm làm thủ tục. Công tác ổn định phiên tòa được cán bộ tòa và cảnh sát tư pháp thực hiện nghiêm cấm việc quay phim chụp hình từ những người đến dự phiên tòa, trừ phóng viên báo chí tác nghiệp theo quy định. Trước đó, cả 5 bị cáo đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời đều bị truy tố theo khoản 1, điều 318 Bộ Luật Hình sự, ở khung hình phạt cao nhất là đến 2 năm tù. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh bán hàng online, nên Trang Nemo đã hẹn gặp My tại cửa hàng quận 1 để giải quyết. Chiều ngày 16 tháng 1 năm 2022, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Khi My đang xin lỗi Trang, thì chị Khanh vào cửa hàng và xảy ra cự cãi với Trang. Trang dùng tay giật khẩu trang Khanh và xô xát. Thấy xảy ra đánh nhau bên trong cửa hàng, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Phước Tuấn là bảo vệ cửa hàng cũng lao vào đánh. Theo kết luận giám định, Khanh mang thương tích 3%, còn Yến không đủ cơ sở xác định có chấn thương. Đến ngày 20 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 1 khởi tố vụ án khởi tố 5 đối tượng trên. Tại cơ quan điều tra, Trang Nemo, Quy, Khương, Tuấn, Nam khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.